Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2022 tại huyện Đông Hải, huyện Vĩnh Lợi và thị xã Giá Rai. Đợt tuyển quân năm nay, huyện Đông Hải được giao chỉ tiêu 213 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó 161 thanh niên tham gia quân đội, 52 thanh niên tham gia công an nhân dân. Qua xét chọn có 353 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Năm 2022, chỉ tiêu tuyển quân tỉnh giao thị xã Giá Rai là 197 thanh niên, trong đó tham gia quân đội 152 thanh niên, tham gia công an nhân dân 45 thanh niên. Tổng số phát lệnh gọi nhập ngũ của thị xã đợt này là 272 công dân, trong đó có 192 thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tại huyện Vĩnh Lợi, chỉ tiêu tuyển quân được tỉnh giao là 160 thanh niên, trong đó tham gia trong quân đội 107 thanh niên, tham gia công an nhân dân 53 thanh niên. Huyện đã phát lệnh gọi nhập ngũ 165 công dân. Tỷ lệ công dân được phát lệnh gọi nhập ngũ tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 2 đạt 100%, tiêm mũi 3 đạt 75%. Theo báo cáo của các địa phương, chất lượng sức khỏe và trình độ học vấn đợt tuyển quân năm nay cao hơn so với những năm trước. Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi và gia đình nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương còn làm tốt công tác hậu phương quân đội như tổ chức các đoàn thăm, tặng quà, hỗ trợ nhà ở, vốn vay cho gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Khó khăn trong công tác tuyển quân là vẫn còn một số thanh niên gia đình có ý trốn nghĩa vụ quân sự hoặc gia đình có việc phát sinh xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Khoảng từ 10 đến 15% thanh niên có sức khỏe không đạt yêu cầu tuyển chọn. Tại buổi làm việc, thành viên trong đoàn công tác của tỉnh và các huyện thị xã đã trao đổi làm rõ thêm tình hình thanh niên có tư tưởng chưa an tâm trốn nghĩa vụ quân sự, các mặt công tác hậu phương quân đội, việc sắp xếp bố trí thanh niên và thân nhân tham dự buổi giao nhận quân theo hướng hạn chế số lượng để phòng ngừa sự lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Đối với các trường hợp chống hoặc trốn nghĩa vụ, cần lập hồ sơ đầy đủ để làm căn cứ xử lý theo quy định. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương cần nắm sát tình hình số lượng thanh niên và xem xét để kêu gọi tuyển chọn công dân đúng quy định, đảm bảo công bằng khách quan. Việc kiểm tra sức khỏe phải đạt chất lượng theo quy định. Chuẩn bị phương tiện đưa quân từ xã thị trấn về điểm giao nhận quân của huyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đẩy mạnh tuyên truyền gia đình thanh niên hạn chế thân nhân tham gia giao nhận quân để phòng ngừa dịch bệnh. Buổi lễ giao nhận quân phải được tổ chức chặt chẽ, nhanh gọn, đúng quy định. Cần chuẩn bị thức ăn, nước uống, hậu cần trong suốt thời gian tập hợp thanh niên và đưa quân đến đơn vị. Làm tốt công tác hậu phương quân đội và quan tâm sâu sát những gia đình khó khăn, có sự hỗ trợ để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Lãnh đạo huyện và một số đoàn thể phải trực tiếp đi giao quân cùng với cơ quan quân sự để gặp gỡ và gửi gắm con em tân binh đến các đơn vị nhận quân.